Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Resolve trong cái series giới thiệu về Fiverr. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng nữa trong có trong Fiverr cũng rất là tiện, đó là Query Badger. Thì nó cũng tương tự như là cái Body Badger ở trong cái Boss API. Thì bây giờ cái Query Badger này nó support cho mình cái việc là bạn data, cái struct data bằng cái bằng cách là mình sử dụng Query param chứ không phải là boss param giống boss body giống như là trong cái boss API nữa. Thì cách sử dụng thì nó cũng tương tự như là body badger thôi. Thì đây đây là cái doc của mình. Tất cả những gì mình nói thì mình cũng đều nhìn như trong cái doc của mình này để mình nói hết chứ mình cũng không phải thần thánh cái gì cũng biết ha. Nhìn doc của mình và làm theo thôi. Vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ demo theo giống như trong cái doc của mình này cho các bạn xem thử nha. Đầu tiên là mình sẽ thêm vào trong cái struct hiện tại của mình thêm một cái field gọi là nick, và cái này là một cái array ha. Rồi sorry các bạn. Rồi, JSON. Nick. Rồi, thì để cho nó có cái param này nó có thể bạc được ở dạng query param thì mình thêm cái tag đó là query. Giả sử các bạn thích support luôn cho form thì các bạn có thể điền cho form luôn. Rồi. Thì tương tự trên này cái year mình cũng sẽ thêm cái query vào và cái name cũng vậy ha, query name. Rồi vậy là mình có cái struct nó hỗ trợ bạn cho cả form và cả query param. Ok, bây giờ để cho nó nhanh thì mình sẽ làm cái API get query và cái function của mình sẽ là giống như cái function handle version vậy ha, nhưng mà là handle query. Rồi handle query mình đây, mình handle query version ha. Ok, đầu tiên là con get API nha. Rồi ở đây cái chỗ này thay vì mình sử dụng cái body badger đúng không, thì mình sẽ sử dụng cái query badger sẽ bọt sẵn cho mình. Rồi mình sửa cái lốc lại thành query badger. Ok, thì còn lại những thứ khác nó không khác gì hết, nó cũng cả về cái structure version cho mình. Rồi thì nhìn thì có vẻ ok rồi đó ha. Rồi mình chạy lên coi. Rồi, submit của mình nó chạy. Rồi, mình thử mình gõ chữ query vô và cái nickname của mình là A B và cái name là T. Thì các bạn nhìn thấy nè. Chưa? À cái nick. Xin lỗi các bạn nha. Cái query này là nick chứ không phải là nickname. What the hell? Bạn sai thì nó sẽ ra null. Rồi vậy thì cái name nó là thôi sửa lại cho đàng hoàng nè, phân gì nè, name là phân gì nè, nickname là dev nè, easy đấy. Rồi ví dụ như các bạn muốn thêm cái year nữa đúng không, year thì mình đặt ba ra nó là vậy đúng không, 100 tuổi đây. Đó thì đây chính là cái struct được bạc bằng cái query param. Thì nó cách sử dụng cũng rất đơn giản, nó cũng y hệt như cái bạc body bạc sơ thôi. Và thay vào đó mình sử dụng cái hàm query bạc sơ là xong. Cái API mình lại be get, đồng thời mình nhớ thêm cái tag query.
ở trong cái struct của mình nữa là xong ha. Rồi, cái này thì quá đơn giản rồi, không có gì phải nói thêm nữa. Chào các bạn, hẹn gặp lại.